Quý khán giả thân mến, tại Hậu Giang có một khu chợ đồng quê nằm ngay giữa phố. Ở đó thì người bán đa phần là bà con nông dân bán của nhà trồng. Mấy sản vật chủ yếu là loại cây trái hái sau hè hay là mớ cua, cá đồng vừa đánh bắt được ở trong đêm. Và có một điểm đặc biệt nhất ở tại khu chợ này, đó chính là nếu mà chúng ta lắng lòng một chút xíu thôi thì sẽ lắng nghe được những nốt lặng đằng sau những tiếng rao hàng. Những nốt lặng trầm nhưng vẫn có thể ký âm đầy đủ của bài ca tự hào về những người cha người mẹ ở khu chợ này. Những người gần như đêm nào cũng thức trắng canh con nước, đi đặt lúa, đổ dớn để kiếm tiền, nuôi con ăn học. Cũng như đứa lớn thì nó cũng ra trường là làm được 4 năm này, nó làm học làm bên nha khoa Sài Gòn á. Còn đứa nhỏ thì học bác sĩ răng hàm mặt năm thứ tư rồi. Còn đứa Úc thì mới học lớp 5 mà. Sống bằng nghề đặt vớ đặt lúa được khoảng 15 năm rồi. 11 giờ khuya đó là mình đi thăm tới sáng đi bán. Khoảng 70 cái lú, 20 cái dớn. Thì ngày cũng kiếm 5-700 ngàn. Thường thường tép thì từng ngày thì 7-8 ký. Cá thì khoảng mười mấy ký, 20 ký. Còn ít thì khi 2-3 ký không chừng. Hôm thì nói chung mưa, thì mùa này thì mưa thì cá nó không đi nữa. Cá lú không có chạy. Lú thì thường thường cá gô, cá lóc, cá chê. Còn dớn thì nó chạy như đồng tông, thì tép. Thì nó cực khổ, nó cực rồi đó, nhưng mà mình phải bươn chải trong ruộng mà không bằng sao được. Động lực nhất là mình nuôi con, mình ăn học. Nó học thành tài thì mình không có nghĩ tới cực khổ nữa. Cứ nghĩ vậy mà suốt mấy tháng mùa nước tràn đồng, đêm nào anh Bằng cũng thức trắng canh con nước. Chị Nhanh cùng lo tương lai cho tụi nhỏ, đồng vợ đồng chồng, bất kể ngày nắng hay đêm sương. Đó mình cũng học không có tới, rồi giờ thấy con như nó học được á, rồi nó học cũng giỏi á, ráng lo cho nó, mình cực khổ cũng được, không sao, cực cực nhưng mà hạnh phúc. Không thể đếm hết được có bao nhiêu câu chuyện làm mảnh ghép trong bức tranh đa sắc màu này. Chỉ biết mỗi người bán ở chợ là một phận đời, mỗi sạp hàng là một gánh mưu sinh.